vô nhà mình bạn ăn vừa vừa thôi, bạn ăn cái này là không còn cái gì, ăn hết son hết nồi luôn bạn. Trời ơi, bạn ăn như là đói đói 10 ngày rồi đó. Trời ơi, bạn ăn vô nhà mình mà bạn ăn vừa vừa thôi chứ không còn gì luôn. Giờ không còn gì cho mình ăn luôn. Giờ vậy đi.